VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. Somebody said that you don't deserve anything. It's your boy Harry King out here to prove. Listen. Wow. Nhiều người nói anh không thể đi xa thế này. Thành công hả? Chắc sẽ không tới ngày. Trong thời gian, trong những cuốn sổ tay, bao nhiêu pha wave là ổ cứng đã đầy. Không tiệc tùng xuyên đêm đi, mỗi lần hỏi tới thôi là kiểu. Giờ nhìn lại biết ơn thêm nhiều xíu, đổi được bao đêm làm nhạc bên nhà Hiếu. Một giấc mơ kể từ những ngày đầu, nghe cái nệm cũng không hề thay ra. Thực tập với thành công bao năm giờ, mong hôm nào cũng tăng ca. Đi qua hai cánh của ô tô vẫn window sắp như hồi của tay ga. Đến lúc ai nhìn lên cũng ao ước như khi chợt thấy sao băng vừa bay qua. Quá khứ với sông tố và bão hòa cùng mồ hôi mà mẹ nó tần tảo. Biến cố xin người có dạy bảo nên biết bản thân mình không có hoàn hảo. Đứng lên rồi lại đi xa hơn sau mỗi cột mốc mà anh fail. Không quan tâm con dốc mà anh leo. I know I take that by myself. Tay em đâu? Chết lên tay. I don't care. I don't know. Tay anh đây. Tay em đâu? Bay trên cao. Có nghe được nói gì đâu? Em lại mơ. Tornado. Em lại mơ. Tornado. Một trăm lần mình đi diễn. Một trăm lần mình hát bài này. Mình đang muốn tao với mọi người. Tất cả những con người ở đây còn đang phải tự tin vào bản thân của mình. Không bao giờ so sánh mình với bất kỳ ai hết. Ladies and gentlemen, Winley. Chu đôi môi khi em tình cờ thấy Win. Flow nghe em nghe trôi nhìn là trái tim. Gấp lên khen anh đang tới đây. Ok, anh rất hân hoan khi chung với em. Một stage, yeah. Đời vãi vô mặt, nói với anh điều gì giả và thật. Và anh ngắm nhãn sáng như sao. Look at me now, ok. Baby anh đang đứng đây, ok. Hơi được khen, đứng đây, ok. Có ai đầu dây? Ok. Không hoàn hảo còn hơn không hoàn thành. Phóng vào thẳng bọn không lảng tránh. Lùi một bước cho cái nhìn toàn cảnh. Khi cơn mưa này tạnh, liệu có tin anh? Em hãy ngừng so sánh để con tim này lành. Thưởng thức tất cả 15 tiết mục và đây sẽ là tiết mục solo cuối cùng.
và cũng là anh trai cuối cùng, một người luôn cố gắng, luôn thể hiện cho mọi người thấy được quyết tâm của mình. Ngày xưa anh ta đi chậm, nhưng bây giờ anh ta chạy Hurricane. Ôi, ok. Lời nói đầu tiên cho phép Phạm Bảo Khang, Hurricane, Hai Khang, Halloran, Hungary, thầy giáo dạy nhảy Gia Hào gửi một lời chào đến toàn thể khán giả tại trường quay và khán giả sau màn hình TV, một lời chào trân trọng nhất ạ. Wow, quá đã. Anh rất là vui khi thấy em như thế này. Ngày xưa đó, ở rap Việt á, mình thấy ăn điền vậy. Dạ, chào anh Thành. Chào quý vị. Dạ. Khang hát cũng vậy. Lâu lâu ngó lên gặp với nó hết hồn. Muốn là chứ bao giờ tôi thấy dám nhìn thẳng vô mặt của một người nào hết. Có ngày cái kéo lại em đẹp trai, em hát hay, em rap giỏi, tại sao em phải cúi cái mặt xuống đất, em không ngẩng cao đầu lên? Và chúng ta đã có Hurricane phiên bản hoàn hảo của anh trai Si Hằng. Cảm ơn anh Thành rất nhiều ạ. Nhưng mà cũng có một kỷ niệm với anh Thành là lúc mà xong chương trình Rap Việt, bất ngờ luôn là anh Trấn Thành mời mình đi premiere phim của anh Trấn Thành Hurricane, đi chung với Negif. Mình lúc nào cũng đi sâu Negif hết. Thì anh Trấn Thành kéo mình lại, nói rất là nhiều. Và vô tình thì những cái lời nói đó nó đánh thức không phải con thú đâu. Đánh thức lôi con thú là. Trời ơi, nó thức tỉnh mình khá là nhiều. Có bao giờ em thấy mình hay ho không Hurricane? Dạ có, mà chỉ khi ở một mình thôi. Việc của nghệ sĩ là phải thấy mình hay ho trước mặt người khác cơ chứ. Đó, em nghĩ là vấn đề của em. Nhân chương trình Anh Trai C2 thì em cũng chưa có một lời cảm ơn chính thức nào tới anh Trấn Thành hết. Nên là hôm nay là tiết mục cuối cùng rồi. Hurricane xin gửi một lời cảm ơn Trấn Thành đến anh Trấn Thành, MC rất là tuyệt vời của chương trình. Trấn Thành là một... Thật ra như thế này nè các bạn, nhiều khi tôi cũng nghĩ tôi khá bao đồng. Tôi gặp ai tôi cũng khuyên này khuyên nọ, mà tôi cũng biết là lời khuyên tôi nó có bị thừa thải hay không. Nhưng mà để kể cho các bạn nghe, tôi đã trải qua cái giai đoạn để tự làm tâm lý với bản thân mình là đôi khi mình nghĩ sẽ có lúc người ta cần lời khuyên của mình, nhưng cũng sẽ có lúc không. Cho nên cái việc mà mình cho lời khuyên mà lỡ không đúng chỗ á, sẽ làm cho người ta phiền lòng. Rồi cũng sẽ có những người người ta làm mình buồn, dù là mình muốn góp ý để làm cho họ tốt hơn. Nhưng mà sau đó tôi nhận ra một điều là khi mình nhìn thấy cái ánh mắt của họ, họ cho tôi tín hiệu, họ muốn lắng nghe, thì tôi sẽ cho họ lời nói. Và không biết là cái đó có giúp được cho họ hay không, nhưng ít ra đó tôi nghĩ là khi tôi nói ra tôi sẽ thoải mái và tôi sẽ không cảm thấy hối hận. Vì tôi muốn thấy được những người tốt và những người tài năng được đặt đúng vị trí và đúng nơi mà họ cần phải được tỏa sáng. Và đây là một trường hợp ví dụ. Thành quan sát Hurricane, Thành thấy là bạn rất là giỏi. Và Hai Khang rất là hài hước, đúng không ạ? Rất là đáng yêu. Cho nên là cái điều duy nhất mà Hai Khang cần có là cái cảm giác tự thấy mình hay. Chỉ vậy thôi. Và các bạn cũng phải tin là các bạn luôn hay. Các bạn sẽ hay theo cách của mình. Ai trong chúng ta cũng có cái hay hết. Mình phải tin vào bản thân của mình và ngẩng cao đầu lên để đón tất cả những điều sắp tới với mình. Cũng như Hurricane hôm nay, người ao show đêm chung kết được không ạ? Cảm ơn mọi người. Wow, xúc động quá. Trấn Thành. Cảm ơn mọi người. Em biết em phải làm gì rồi đúng không? Dạ chắc chắn rồi. Give it up for Hurricane. Yes sir, yes sir. Mà solo của Hurricane thì mình cũng mất khá nhiều thời gian để mà lựa chọn cái kiểu nhạc, kiếm cái màu sắc gì đó thật là mới. Và mình quyết định là một chọn một cái màu cũng là sở trường của mình. Nhưng mà cái màu sắc này mình nghĩ là mọi người cũng sẽ chưa thấy quá nhiều ở trong cái thị trường này luôn. Nó là cái màu hơi gospel, hơi choir, orchestra. Nó đúng với là cái tính cách của mình luôn, rất là năng lượng. Nó hát lên, hòa chung không khí và mình nghĩ là khán giả có thể hát theo. Thì bài hát lần này mình đặt một cái tên đó là Airplane Mode, trong tiếng Việt là chế độ máy bay. Cái thông điệp Hurricane muốn gửi tới là giống như là dù có bất ai mà có cố tình hay vô tình kéo bạn xuống, ngăn cản bạn làm những cái điều mà bạn yêu thích á, nó làm bạn phân tâm, thì Airplane Mode có nghĩa là bạn phải bật cái chế độ đó lên. Không cần quan tâm đến những cái lời nói đó, phải làm theo những gì mà con tim và lý trí của mình mách bảo. Đừng làm anh mất mặt nha.
Nha. Ủa sao? Thì em nghĩ là anh cú cánh cho anh Tết đi. Em không cứu anh hả? Không phải đâu, nói là vậy nè. Những thứ trên mạng nó chỉ là giả vờ thôi. Chị cứ nhớ lại cái từ chối anh Win xong rồi dòng sau anh Win out luôn. Trời ơi, cái lương tâm mình nó bức rứt quá đó. Nên là chung kết thì Hurricane đã quyết định mời Win to the lead. It's good to be back. Hurricane đã không cho mình cơ hội và bây giờ Hurricane đã cho mình cơ hội để trở lại đây. Cũng chưa hết giận đâu. Em nhận cuộc gọi điện thoại đó là Win không thèm nghe. Mà em thấy là gọi em nhiều quá nên thôi. Thấy cũng có thành ý, cũng động lòng. Nghe thử. Mình giả bộ thôi. Chứ Win à, bài này em làm một vơ xong rồi một cái điệp khúc mà em viết không nổi nữa. Win phụ em cái viết đi xong rồi diễn chung. Thì đó, khi mà người ta cần mình giúp thì mình đâu thể nào nói rồi từ chối đâu. Tới đây và để giúp Khang, không một chút suy nghĩ và đắn đo. Nói chung là hiểu Win quá mà Win ơi. Nó giỡn thôi chứ cũng rất là vui khi Win đồng ý nha. Hy vọng là sân khấu này tụi mình sẽ thật là rộn ràng. Bài hip hop lần này bọn mình làm nó không quá là kiểu nặng nề hay là gai góc đâu. Chủ đề ý tưởng của Win và Khang viết chỉ muốn bài hát này để tri ân, biết ơn tất cả những con người và biết ơn chính bản thân của bọn mình đã tới được ngày hôm nay và vẫn còn ở đây để làm những thứ bọn mình yêu thích. Ngoài ra nó còn là những bài học mà bọn mình đúc kết được trong quá trình làm nghề, từ đó share cho mọi người. Nó giống như là nắng của buổi sáng vậy. Mình hy vọng là bọn mình có thể cho mọi người ánh sáng để mở đường cho những người nào đó đang cần và có thể đi tiếp. Bọn mình đã từng là những người không hề tự tin và hiện tại bọn mình vẫn đứng ở đây, vẫn đứng trước máy quay và làm những điều này. So, nếu bọn mình làm được thì mọi người đều làm được hết. Tới vòng chung kết rồi mọi người, nên là nó cũng khá là gấp. Đối với hơi khen rồi nó mình phải tập nhảy, mình phải song song cả ba bài với nhau. Thời gian áp lực mà chỉ có 2 tuần. Và anh Win thì mặc dù anh bận nha, xíu bận luôn. Win đi đâu đó thì Win cũng cố gắng Win viết thêm, nghĩa là mỗi ngày luôn, để mà cho kịp cái thời gian và tiến độ. Và anh hỏi mình ăn mặc như thế nào, bài sao rồi, cũng hỏi han mình rất là nhiều. Yeah, mình cảm động vì những cái hành động nhỏ như vậy. Khi mà nghe những lời thì sự lại Win thấy rất là ấm lòng, rất sẵn sàng để giúp đỡ Khang. Và Win rất vui khi mình ở đây. Và Win nghĩ là Win biết tại sao mà sân khấu của Khang không cần dàn dựng gì hết, tại vì chắc có mình là đủ rồi. À, muốn lên gặp Khang quá và muốn lên sân khấu liền ngay lúc này. Cảm ơn Khang, I love you, my bro. Hy vọng tất cả mọi người sẽ đón nhận những thành quả của hai anh em. Và hôm nay mình nghĩ là một cái khoảnh khắc đáng nhớ và đẹp nhất khi mà hai anh em có một sân khấu chung với nhau, mà nó là chung kết nữa thì beautiful. Deserve anything? It's your boy Harry King out here to prove. Listen, wow. Nhiều người nói anh không thể đi xa thế này. Thành công hả, chắc sẽ không tới ngày. Trong thời gian, trong những cuốn sổ tay, bao nhiêu pha wave là ổ cứng đã đầy. Không tiệc tùng xuyên đêm đi, mỗi lần hỏi tới thôi là cứu. Giờ nhìn lại biết ơn thêm nhiều xíu, đổi được bao đêm làm nhạc đêm nhà hiếu. Một giấc mơ kể từ những ngày đầu, ngay cái nệm cũng không hề thay ra. Thực tập với thành công bao năm giờ, mong hôm nào cũng tăng ca. Đi qua hai cánh của ô tô vẫn window sắp như hồi của tay ga. Đến lúc ai nhìn lên cũng ao ước như khi chợt thấy sao băng vừa bay qua. Quá khứ với sóng tố và bão hòa cùng mồ hôi mà mẹ nó tần tảo. Biến cố xin người khó dạy bảo nên biết bản thân mình không có hoàn hảo. Đứng lên rồi lại đi xa hơn sau mỗi cột mốc mà anh fail. Không quan tâm con dốc mà anh leo, I know I take that by myself. Tay em đâu? Chết lên tay, I don't care, I don't know. Tay anh đây, tay em đâu? Mây trên cao, có nghe được nói gì đâu. Em play more, Tony đâu? Em play more,
sao sáng hơn của bất kỳ ai hết. Ladies and gentlemen, Win Lê. Chú đôi môi khi em tình cờ thấy Win Flow nghe em nghe trôi nhìn là trái tim gấp lên khen anh đang tới đây. Ok, anh rất hân hoan khi chung với em một stage. Yeah, đời vãi vô mặt nói với anh điều gì giả và thật. Và anh ngắm nhãn sáng như sao. Look at me now, ok. Baby anh đang đứng đây, ok. Hurricane đứng đây, ok. Có ai đầu dây, ok, ok. Không hoàn hảo còn hơn không hoàn thành. Phóng vào thẳng bọn không lãng tránh. Lùi một bước cho cái nhìn toàn cảnh. Khi cơn mưa này tạnh, liệm có tính anh. Em hãy ngừng so sánh để con tim này lành. Một rất đơn giản nhưng mà cực kỳ hiệu quả. Xin cảm ơn các bạn dancer của vũ đoàn Space X. Bất ngờ quá. Cảm ơn tất cả các anh trai trong đêm chung kết. Xin cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị, và đây là 16 gương mặt có mặt trong chung kết đầu tiên của Anh Trai Say Hi. Muốn bình chọn cho Hurricane bấm số máy 04. Sao Win hôm nay quay về, em thấy sao? Lời nói đầu tiên cho cặp đôi Khỉ và Ngỗng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em quay trở lại đây, lúc mà đứng đằng sau nghe anh Thành nói chuyện với Khang thì rất cảm động. Mà cái khúc lên đây nữa, cảm giác nó đã lắm luôn á. Dạ. Đây là cái tâm niệm mà cuối cùng cũng đã thực hiện được, là đứng chung sân khấu với anh Khang. Tại sao lại là Win Lê? Thấy Win Lê dừng bước ở live stage 4 sớm quá. Mà tham vọng của Win cũng còn nhiều. Mà chưa chung một cái stage nào với lại Win hết. Mà đặc biệt là chốt show luôn. Thì coi như là thôi, chỉ có anh Win mới mang cái năng lượng này cho Hurricane thôi. Nên là nha, đó là lý do ạ. Như em nói đó, cái gì khó mình cứ chu mọ lên. Mới lúc mà em dừng lại chương trình này á, em đã truyền bá được tất cả mọi người cái chuyện mà chu mỏ lên đối với em là rất thành công rồi ạ. Anh Trai Say Hi Concert 2024 chính thức bán vé ngày 21 tháng 8 tại ticket.vshop.vn. VIP dẫn đầu xu thế thẻ.